Nhưng mà ở trong cái vấn đề của ông Chí Tài thì có một cái vấn đề là nói về cái xác tại sao đem về Mỹ đó, đang mổ xẻ cái vấn đề đó ra. Nó nói tại sao không để Việt Nam mà đem về Mỹ, thì cái đó là do bà vợ muốn đem về Mỹ, mà tôi cũng muốn nói cái vụ đó nữa. Cái vấn đề bà vợ không hiểu bà nghĩ sao bà muốn đem cái xác chồng về Mỹ. Cái vấn đề này tôi ngồi tôi suy nghĩ 5 phút hồi tôi cũng không hiểu nữa. Nó mà quỷ quyền trong Hoài Linh, ông mấy về thì bay về mà là bà làm, tự nhiên đá của anh khó quá trong Hoài Linh. Không, mà bạn phải biết á, là đem thi hài mà siêu quốc gia đó đâu phải dễ đâu bạn. Bạn đem cái thi hài từ ngoài miền Nam ra bắt tập kết bộ đội này nọ đó bị mất, có đem cái đó, mà cái đó không phải là thi hài nữa, mà cái đó là cái hài cốt, nó khác. Chứ còn giờ có đem thi hài siêu quốc gia đổ lên máy bay quá cảnh nước này nước kia nữa, chua chết mẹ luôn, mà dân thường chứ phải nguyên thủ đâu, đúng không? Đó, người ta mang qua Mỹ để tiện việc thờ cúng thôi mà, thờ cúng cái bà mẹ mày ngu đâu mà tao đang đa mà đừng rút cái đầu vô, đúng không? Thờ cúng cái bà mẹ mày ngu ngu vừa thôi. Thứ nhất, cái tư tưởng Mỹ nó phải khác. Đối với tao, một người một xứ văn minh như Mỹ thì cái tư tưởng nó phải khác. Đó, thứ nhất là không có quan trọng cái thi hài, đúng không? Mấy cái người mà sống tiến bộ không ai quan trọng cái thi hài vậy ba ơi. Còn bây giờ ví dụ như bà vợ của ông Chí Tài dựa vào cái lý do và cái quan điểm nào mà đòi đem thi hài về Mỹ, đúng không? Cho tao có lý do với cái quan điểm thôi. Lúc mà sống thì bà không có ở chung nó, ông mẹ ở Việt Nam mà nhiều hơn Mỹ mà. Nó lúc mà sống thì không ở chung, già khú rồi, sáu mấy tuổi rồi, xa vợ mà không biết cái này chuyện vợ chồng, người ta không muốn nói, không biết có chuyện hục hặc hay không người ta không rõ. Nhưng mà tao chưa có hiểu được cái quan điểm tại sao bà lại muốn đem cái thi hài về. Tất nhiên bà là vợ thì bà có quyền, và chết thì bà có quyền rồi, nhưng mà cái quyền của bà đem ra bà đặt vô ông Chí Tài một cái cây rất khó để làm. Thủ tục nó ra làm sao có biết không? Đang dịch Covid nè, máy bay nào nữa, rồi đưa đi đâu, đưa như thế nào, nói chung vấn đề thủ tục mà để làm được cái chuyện đó đâu có dễ. Nhưng mà bà vợ bà đưa ra một cái cây nó không có được cái ý nghĩa con mẹ gì trơn, mà nó khó làm vậy thôi, tao chỉ nói vậy đó. Cũng khó hiểu cho bà vợ của Chí Tài thì chuyện đơn giản không làm thì đó, cái bà đó tao không biết bà là ai á, tự nhiên giờ ông này chết tao mới biết bà là bà Phương Loan, Phượng Loan gì đó, thấy không? Một có thì về được thì về, dễ được thôi, ủy quyền cho ông nội Hoài Linh đi, anh làm cho chồng em cái đám ấm cúng này nọ, nếu sau này được cái anh mang hài cốt của chồng em là những cái hũ tro đó đi về đây cho em thăm viếng thôi, gọi à, thôi cái kèo đó khó lắm, em cũng không có thương ổng tới cái độ đó đâu, em thương ổng là em bay về em ở với ổng mẹ rồi, thôi giờ anh quăng ổng vô chùa luôn đi anh ơi, xong em lâu lâu em về Việt Nam tới em cúng được rồi. Theo anh Chí Tài mất có tiếc nối không anh? Theo em vẫn còn bàng hoàng. Ồ, em bị thương Chí Tài dưới bàng hoàng tới giờ luôn hả? Đi Phúng Điếu chưa? Ngày mai nè, đúng không? Bên Việt Hương boss đó là ngày mai 10 giờ đi Phúng Điếu nha. Ngày mai mặt chó mày không tới xét quýnh chết mẹ nha mày, chịu không? Đó, mấy thằng đầu đạo đức giả nước mắt cá sấu. Còn riêng mày á, mày còn bàng hoàng mà ngày mai mày không lết cái giấy mày vô mày Phúng Điếu á, ra đường xét quánh đùng cái thành cục than luôn, hỏi ngộ với Chí Tài luôn. Đăng status thăm dò Mai qua kiếm anh nói chuyện vụ Chí Tài, tự nhiên qua kiếm tao nói chuyện vụ Chí Tài á, qua kiếm tao thì alo đặt hẹn đây, tự nhiên đi kiếm tao có đặt tê cái đăng tê tết nghe nó mắc cười ghê. Ủa tại sao kỳ vậy, tự nhiên đi qua kiếm tao có đăng tê tết trên nhà tao không biết gì trơn trọi vậy ba, đúng không? Thì mẹ muốn kiếm tao thì qua đây đặt hẹn với nhân viên anh nè.